Chào này, hôm nay mình sẽ nói chuyện gì ta? À, hôm trước cả nhà có coi một cái bộ phim tên là Raya and the Last Dragon. Thì cái này mọi người chỉ coi lúc mà chưa có giãn cách á. Thì phim nói về một cái cô gái, đúng hơn là một công chúa, trong một cái hành trình tìm kiếm vị rồng thần cuối cùng để mà cứu cái vương quốc của cổ khỏi một cái thế lực bóng tối xấu xa. Thì cô này là công chúa, nhưng mà không có phải là công chúa mặc váy rồi hát rồi chờ hoàng tử tới nha. Cô này rất là mạnh mẽ. Thì trong phim á, cổ có một con thú cưng rất là dễ thương. Con nó tên là Túc Túc. Thì cái tên Túc Túc này á, thật ra cũng là một cái tên, một cái loại phương tiện công cộng ở Thái Lan. Thì cái con này á, cô cũng không biết diễn tả nó giống con gì nữa. Nó giống như là một cái con lai giữa con tê tê với con cún nha. Mắt nó to tròn và nó di chuyển bằng cách nó lăn trên đường, mà nó bự lắm nị. Nó rất là bự nha. Đầu phim thì nó nhỏ xíu, rất là dễ thương, mà bắt đầu sau đó vài khung hình là nó trở nên rất là to và nó lăn trên đường như một cái bánh xe khổng lồ vậy á. Thì bộ phim này nó hay và nó có rất là nhiều bài học. Thì ví dụ như bài học về tình bạn nè, về sự phản bội nè, về tình cha con, và quan trọng nhất là bài học về hy vọng. Rất là đáng xem nè, Nị nên thử xem và cảm nhận xem sao. Có thể là Nị xem rồi, có thể không, mà nếu xem rồi thì mình cũng có thể xem lại. Nếu chưa xem thì càng có lý do để thử xem. À quên nữa, trong phim á không có con rồng. Thì con rồng này á, nó rất là dễ thương và nó yêu đời, chứ nó không phải giống mấy con rồng hung dữ như là mình hay tưởng tượng đâu nha. Mà con rồng này chẳng những yêu đời mà nó còn hơi, có nghĩa nó hơi tinh tửng nữa. Thì trong phim thì cũng có nhiều nhân vật khác nữa. Lúc đầu thì mình tưởng là người xấu, nhưng thật ra mấy người đó ai cũng có hoàn cảnh đáng thương và ai cũng có tình cảm hết á. Mà cái nhân vật xấu xa nhất đó, cái thế lực đen tối nhất đó, thì lại là một cái dạng cái thế lực không có hình hài người cụ thể. Nó chỉ là mấy cái gì, cái khói đen bay bay trong phim vậy thôi. Cô nghĩ là do cái phía người làm phim á, muốn truyền tới một cái thông điệp là hả, bất kể là ai, nếu đã là người á, thì mình đều có tình cảm để có thể trở nên lương thiện. Còn có những thứ mà không mang hình người mà xấu xa á, xâm chiếm loại người á, là thật ra là đại diện cho những cái tính xấu, ví dụ như tham lam nè, dối trá, ích kỷ nè, vân 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 vân. Thì những thứ đó cuối cùng á, nó đã bị đánh bại bởi sự đoàn kết nè, tình bạn và hy vọng của loài người. Cô cũng biết là cái này cô nghĩ vậy mà đạo diễn với lại bác biên kịch có nghĩ như cô không nữa. Nhưng mà cô nghĩ là một bộ phim mà khi đã phát hành ra công chúng như vậy á, thì nó sẽ thuộc về trí tưởng tượng của tất cả mọi người, chứ không phải là thuộc về nhà làm phim nữa. Cho nên mình cứ tưởng tượng thôi. Và cô nghĩ đó là một thông điệp hay. Thì cô gửi thêm cho Nị bên dưới cái poster của bộ phim nè. Đây là poster của phim nha. Thì cái cô Raya là cái cô bên trái á, trong cổ ngầu ha. Còn cái con mà có cái màu galaxy xanh xanh tím tím bên phải á, giống giống con ngựa, nó thực ra là con rồng đó Nị. Thì nếu Nị rảnh thì nhớ coi nha. Mong Nị lớn lên thành người đàng hoàng như Nị. Nhớ nha, làm người đàng hoàng.